Chào các bạn, trong video này theo yêu cầu của một số bạn theo dõi kênh YouTube của mình, mình sẽ hướng dẫn các bạn cách sửa chữa và kiểm tra mèo thần tài vẫy tay, phân tích sơ đồ mạch, đồng thời chỉ ra các linh kiện mà nó hay bị hư hỏng nhất trong cái mạch điều khiển cái tay mèo. Trên tay mình nó có hai mèo thần tài vẫy tay. Thế nhưng bên đây là con mèo nó làm bằng nhựa, còn bên đây nó làm bằng sứ ha. Và cái cấu tạo nguyên lý hoạt động nó y chang như nhau, nhưng mà giữa cái mèo bằng nhựa và bằng sứ nó có khác biệt như thế nào? Thì đây mình có so sánh một số cái ưu nhược điểm của nó. Thì giữa cái mèo bằng sứ này á, nó có ưu điểm là nó sáng đẹp hơn và nó ít bị phai màu hơn. Đây là con mèo bằng sứ ha. Thì đây lúc nào cũng sáng bóng á. Còn con mèo này á, sau một thời gian sử dụng á, thì nó sẽ có những cái đốm, đồng thời cái màu nó phai hơn. Cái đó là ưu điểm của nó. Còn cái nhược điểm của nó là cái trọng lượng con mèo này á, nó nặng rất nặng so với cái mèo bằng nhựa này. Đồng thời khi mà rớt á, cái con mèo bằng nhựa này có thể sửa chữa lại được, nó không bị nứt bỏ. Còn đối với những con mèo bằng sứ này á, rớt một cái là nó bể liền. Thì giống như chén bát trong nhà các bạn á, nó cấu tạo y hệt như vậy, nó rớt là nó bể liền ha. Và đồng thời cái con mèo bằng sứ này á, nó đắt tiền hơn so với cái con mèo làm bằng nhựa. Thì đây là cái nhược điểm cơ bản của nó. Thì cấu tạo cái tay mèo gồm cái gì? Đây là phần tay nhựa ha, nó tay vẫy. Rồi phần này chính là cái phần nam châm vĩnh cửu. Tiếp theo á là có một cái mạch điện tử dùng để điều khiển tay mèo nó chuyển động. Thực chất á, là bên trong nó sẽ có hai vòng dây quấn quanh một lõi tạo thành cái nam châm điện, nó khiến cho cái tay mèo này chuyển động ha. Về nguyên lý động, cái mạch này nó sẽ tạo ra cái dòng điện đi qua cuộn dây và tạo ra từ trường làm cho cái tay mèo nó chuyển động, di chuyển nè. Mình giả sử đây là cái cục nam châm của nó. Tiếp theo đây mình sẽ đi tìm hiểu về cái cấu tạo của cái tay mèo ha. Đây, cái mạch nó hoạt động như thế này. Ở đầu ra bo mạch đó, nó sẽ có hai dây cộng trừ thì sẽ nối với một cái cộng tắc. Power supply nó cấp nguồn là có pin bên phía dưới, hoặc là nó cấp nguồn bằng cái jack DC 5V. Cái jack này nối vào phần đuôi của con mèo bằng sứ nè, nối vào đây. Thì khi các bạn cấp nguồn vô, các bạn bật công tắc, hoặc là các bạn kết nối cái nguồn DC 5V thì nó sẽ hoạt động. Do cái cuộn dây này nó tạo ra từ trường ha, nó sẽ đẩy, nó ngắt, nó đẩy làm cho cái tay mèo nó di chuyển qua lại qua lại. Thì tiếp theo đây mình sẽ đi tìm hiểu cái mạch này nó như thế nào. Thì phía trên này nó không có gì hết, ở trên là một cái tay mèo bằng nhựa thôi và cái nam châm vĩnh cửu thôi. Chủ yếu quan trọng là dưới cái bo mạch, mà nó hư hỏng nhất là cái phần bo mạch này, nên mình sẽ đi khám phá coi nó cấu tạo như thế nào, nguyên lý hoạt động nó như ra sao. Cái tay mèo á mình có thể tháo rời được nha. Còn phía dưới này á nó có bốn ốc, thì mình mở bốn ốc này ra. Nói chung cái mạch nó điều khiển nó rất dễ, nó không khó lắm, rất quen thuộc. Một số bạn sửa chữa không biết là cái mạch nó hoạt động như thế nào á, hoặc nhiều bạn chưa biết nhiều về điện tử á, thì các bạn có thể tự sửa chữa ở nhà sau khi các bạn xem video này của mình ha. Đây mình tháo bốn ốc ra. Đây là phần tay mèo chuyển động ha.
phần chính của nó đây, chính là cái bao mạch. Các bạn nhìn thấy thứ nhất là cái cuộn dây nè. Phần bên đây các bạn nhìn thấy có hai con chén to. Rồi, ở đây có hai con điện trở và một số tụ điện. Cấu tạo rất đơn giản. Ở đây mình liệt kê một số cái thành phần chính của nó. Đây linh kiện chính trong mạch. Nó sẽ gồm hai tụ hóa có giá trị là 4,7 microfarad và điện áp làm việc là 10V là hai tụ. Tiếp theo là có hai con điện trở 220 kΩ. Đây là điện trở vòng màu. Tiếp theo, nó sẽ có hai con Chestor Silic NPN C128 ha. Mã số trên là 9014. Từ đây mình có vẽ ra cái sơ đồ chân của nó là chân E, chân B, chân C. Phía trước nè, cái mã số này nó nằm phía trên luôn em. Phần hình chữ nhật á. Kế tiếp là một cái lõi di động ha. Ở đây là có hai vòng dây và có cùng tổng trở. Đây cái phần màu đen đen này nè. Nó sẽ tạo ra giống như nam châm điện á, tạo ra từng trường. Ở đây mình có vẽ cái mạch sẵn cho các bạn. Đây là cái mạch của nó. Đây là cái sơ đồ mạch điều khiển tay mèo ha. Thực chất cái này á rất đơn giản, đó là cái mạch dao động đa hài. Một số các bạn muốn tìm hiểu á thì các bạn có thể lên mạng các bạn tìm hiểu ha. Đây. Hai con transistor ngược NPN Q1 Q2. Đây là hai cuộn dây ha, hai cuộn dây nó nối với nhau, một chân nó nối với nhau, nối vào cái nguồn DC 5V hoặc 3V ha. Thì các bạn có thể dùng hai cục pin tiểu 3V các bạn gắn vô nó vẫn hoạt động. Rồi, phần này là phần công tắc switch. Đây công tắc gạt nè. Bật tắt cho cái tay mèo nó hoạt động ha. Tiếp theo cái phần jack cái DC adapter 5V, đây là cái phần jack này. Thì các bạn có thể nối thêm vô để các bạn xài cục sạc điện thoại cũng được. Mình nối song song qua cái công tắc này, các bạn nối song song với cái nguồn 5DC 5V này vô. Thì khi mà mình cắm dắt này vô á, mình không qua pin này, như trường hợp này pin phần pin này nguồn này bỏ, thì mình cắm DC 5V vô thì bật công tắc vô á, nó vẫn hoạt động ha. Hoạt động hai loại nguồn, một là nguồn cấp ngoài cái DC 5V, hai là cái nguồn pin là có hai chế độ ha. Rồi để mình nói sơ vào cái nguyên lý hoạt động của cái mạch này. Thì mạch dao động đa hài các bạn có thể lên Google các bạn tìm hiểu thêm ha. Đây là hai con transistor ngược NPN Q1 Q2. Mình giả sử đi. Con Q1 nó dẫn trước. Nó dẫn trước thì điện áp VC trên Q1 á nó giảm về không, tại vì cái trực khi mà dẫn bão hòa cái cực C này nó nối với E nè. E là mát của mình á. Và qua cái tụ C1 nó sẽ làm cho Q2 ngắt. Thì lúc này cái tình trạng của nó là Q1 dẫn, Q2 ngắt. Khi mà trường hợp Q2 ngắt á thì cái điện áp trên VC này nó ở mức cao. Đây là nó lên mức cao. Thì mức cao thì nó sẽ nạp dòng điện á từ cực dương nè, nó sẽ nạp vô tụ C2 qua cuộn dây. Nó nạp tụ C2 và xuống, tại vì Q1 nó giật bão hòa nó xuống BE khi mà cái này phân cực á là BVB là khoảng 0,6, thì cái này các bạn có thể tìm hiểu thêm ha. Nó xuống mát thì dòng nó chạy chuyển qua đây á là sẽ có dòng điện nó chạy qua cục dây này, nó phát sinh ra từ trường ha, nó làm cho cái tay mèo chuyển động một lần. Rồi giai đoạn kế tiếp á là Q2 nó sẽ dẫn bão hòa. Lúc này cái tụ điện C2 nó xả điện qua cái điện trở R2, nó tạo ra một cái điện áp âm trên cực B của Q1.
làm cho quy 1 ngắt dẫn. Thì cái giai đoạn này là quy 2 dẫn và quy 1 ngắt. Khi quy 1 ngắt á, thì cái VC của quy 1 á, nó ở mức cao. Thì dòng điện lúc này từ cực dương nè, nó chạy qua R1. R1 chính là cuộn dây và nó chạy xuống C1 và nó qua cái cực BE của Q2 và mát. Tại vì ở đây nó có hai cuộn dây thì cái cuộn dây thứ hai nó sẽ hoạt động ha. Lúc đầu là cuộn dây thứ nhất nó hoạt động. Và sau cái cuộn dây thứ hai nó sẽ hoạt động. Quá trình tiếp theo C2 nó xả hết điện thì cái chân B này ở mức cao thì Q1 nó sẽ dẫn lại. Khi mà Q1 dẫn thì cái dòng điện của tụ C1 nó sẽ xả qua R3, nó tạo thành điện áp âm tại B của Q2. Nó làm cho Q2 ngưng dẫn. Thì lúc này là quá trình là Q1 dẫn, Q2 ngưng dẫn. Đó, cái chu trình nó cứ tiếp theo cứ Q1 dẫn thì Q2 ngưng, mà Q2 ngưng thì Q1 dẫn. Nó tạo thành cái dòng điện luân chuyển qua cái của hai cuộn dây, qua cuộn dây 1 của cuộn dây 2. Từ đó nó sẽ làm phát sinh cái dòng điện chạy qua cuộn dây và sinh ra từ trường, làm cho cái 500 này nó hít, nó đẩy, là cái tay mèo của mình nó chuyển động. Thì cái giá trị của nó là R1, R2 là giá trị của cuộn dây ha. Cái giá trị của cái con R2, R3 là 220kg. Và tụ C1, C2 của mình đồng giá trị với nhau là 4,7 microfarad và điện áp là 10V. Thì đây chính là cái mạch dao động đa hài mà nhiều bạn hỏi. Các bạn có muốn tìm hiểu thêm kỹ về cái mạch hoạt động này á, thì các bạn cứ lên Google các bạn search và cái kiến thức về điện tử ha. Rồi tiếp theo đây mình sẽ nói về cái cách kiểm tra cái linh kiện hư hỏng thường gặp nhất trong mạch này. Thứ nhất á, là các bạn kiểm tra cho mình hai cuộn dây. Hai cuộn dây này nó ít khi hư nha, ít khi bị cháy. Nhưng mà ở đây mình sẽ giúp các bạn coi đo cái tổng chở của nó. Mạch này các bạn có thể gỡ tháo ra cũng được, các bạn dùng tua bít đó các bạn tháo ra. Ở trên đây nè, hơi nhỏ xíu, nó hơi mảnh nè. Phần này á, đây là hai cuộn dây, hai vòng dây, nhưng mà có hai cái đầu á sẽ nối chung với nhau. Thì mình kiểm tra cái tổng chở từng đầu với cái điểm chung này, coi nó có trường hợp mà nó bị đứt á, là nó sẽ mất tổng chở ha. Ở đây mình sẽ dùng phương pháp đo nguội hồ số VOM chuyển vào thành audio. Đây mình đo tổng chở cuộn dây trước. Thì nhiều bạn có hỏi muốn cháy cuộn dây á, thì mình sao? Thì các bạn có thể tháo ra, các bạn đếm số vòng rồi mình quấn lại cũng được ha. Thì đo, mình đo như phương pháp đo tổng chở bình thường thôi. Mình đo kiểm tra tổng chở vùng dây trước ha. Cái giá trị của mình đó đo được là khoảng 207 ohm ha. Rồi các bạn giữ tiếp điểm giữa. Rồi mình đo được cái vòng dây thứ hai. Giá trị mình đo cũng là khoảng 213 ohm ha. Nói chung nó sơ xịt không bao nhiêu quá đó. Nhưng mà cái số vòng dây đa phần là nó tương đương nhau hoặc nó thêm một hai vòng nữa thì cái tổng chở nó thay đổi một xíu. Ở đây mình lấy cho cái điện chở nó cân bằng. Tiếp theo mình sẽ nói các bạn các cách kiểm tra chánh to NPN như kiểm tra BCT á, thì nhiều bạn đã học qua điện tử, các bạn đã biết kiểm tra rồi. Thế đây mình kiểm tra nhanh là các bạn đo tổng chở mình cực E, cực B và cực E, cực C ha.
một số bạn có thể tháo ra đo cho nó chính xác, hoặc các bạn có thể để trên mạch các bạn kiểm tra luôn. Thì cái chiều của chân á, đây cái hiệu của nó nè, nhìn phía trước cái mã số của nó thì chân E, chân B, chân C. Đây là đối với cái con Chester mà trong mạch này nó sử dụng là con C128 ha, ở trên là chỉ ghi 9014. Thì các bạn cứ đo tổng chở bình thường, chân E, chân B, chân E, chân C. Đây là chén to ngược ha, khi mà nó dẫn á, là được C nè, đầu dương á, CE, tổng chở nó sẽ giảm, và BE nó giảm nè, dòng điện đi từ C sang E và từ B sang E ha. Tiếp đó các bạn đo được có thấy thấy tổng chở, và cái chiều ngược lại nó sẽ không có ha. Như đây cái con này cực E, chân đây là cực E, thì mình sẽ đo BE. Một chiều lên, một chiều không lên nha. Các bạn nhớ đảo chiều đo, quay đo lại. Một chiều lên, một chiều không lên. Đây nè, BE của mình đó, đó là 582 ohm, và CE của mình đó, để cho nó lên. Đó, cũng nằm năm tầm khoảng 600 ohm á. Là CE. Là đo tổng chở một chiều lên, một chiều không lên kim nha, hoặc là một chiều lên, một chiều không lên giá trị. Thì các cách kiểm tra thông thường thôi, đo chế store. Trong mạch nó hư hỏng nhiều nhất là cái hai con chân to này nè, hay hư nhất nha. Và tiếp thế là bị cháy cuộn dây thôi, còn mấy con chở này là ít hư ha. Đó, trong mặt đơn giản, tụ này cũng không hư. Thì các bạn cứ kiểm tra sửa chữa, cháy cái con nào thì mình thay con đó ha. Nhiều bạn mà không có sơ đồ mạch đó thì các bạn cứ lấy cái con C128 nè, hoặc là tự chế tạo cái mạch y hệt như cái sơ đồ của mình ghi vẽ trên đây. Cái giá trị thông số này y hệt luôn, là chắc chắn là cái mạch của bạn hoạt động được ha. Thì mình lấy trực tiếp từ cái con mèo sứ này, mình vẽ ra. Đối với cái tay mèo bằng nhựa này á, cái mạch cũng tương tự như vậy, không có khác biệt nhau ha. Rồi, và là video này á, mình đã hướng dẫn các bạn cái cách sửa chữa kiểm tra cái mèo thần tài vẫy tay bằng sứ. Các bạn có thể áp dụng chung với cái bằng nhựa luôn nha, hai mặt giống y hệt nhau. Phân tích cái sơ đồ khối hoạt động của nó, đồng thời cái cách mà kiểm tra cái linh kiện hư hỏng hay thường gặp nhất trong cái mạch này chính là cái cuộn dây này nè, và thứ hai là cái cặp chắn to Q1 Q2. Rồi, là video này đến đây kết thúc nha các bạn. Các bạn ý kiến thắc mắc gì các bạn cứ để lại comment dưới video nha, mình sẽ support hỗ trợ cho các bạn. Hẹn gặp lại các bạn trong video kế tiếp của mình. Chào các bạn.